Những vết sẹo to luôn là nỗi mặc cảm của nhiều người, và tất nhiên chẳng ai muốn mang trên cơ thể mình những vết tích ấy. Nhưng cuộc đời đâu biết trước được điều gì, những điểm xấu luôn có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Đó cũng chính là câu chuyện của cô bé Phạm Thị Ngọc Thúy, sinh năm 2007 tại thành phố Nghệ An, mà đã từ lâu được mọi người biết đến với những vết sẹo lớn trên cơ thể mình. Vào năm 3 tuổi, cô bé Ngọc Thúy đã phải đối mặt với một tai nạn không may. Việc bỏng sang lúc ấy với giám định vết thương của bác sĩ là 70%. Và điều đó là một sự thật khó chấp nhận với một bé gái, và hơn ai hết là cả gia đình em vào thời điểm ấy. Tức là bé bị bỏng ấy, bỏng ở toàn bộ phần ngực, là diện rộng phần ngực đấy. Mà phần ngực kéo xuống toàn bộ phía hai chân. So sánh với bạn bè cùng trang lứa thì là mọi người lại được mặc quần áo đẹp này, váy vóc các thứ đó, nhưng mà bé thì lại ngược lại. Chúng bé mặc cảm tự ti với bạn bè, cũng dám mạnh dạn để chơi nhở đua nghịch cùng với các bạn bè ở trong xóm. Sau khi đi viện về thì là cái vết thương của bé lành, nhưng mà cái di chứng của bỏng là để lại là các cái vết sẹo là có kẹo mà là ngứa là nhiều đó, hàng ngày hàng đêm. Buổi ngày bé đi học thì là những cái cơn ngứa ở trường ở lớp cũng rất là khổ đó. Đi học thì áo mặc bình thường, nhưng mà đến khi chiều về là áo lúc nào cũng dính đầy máu. Sau quá trình bé bị bỏng thì là cứ hàng năm đến hè thì là cùng đứa cháu đi bệnh viện đấy, cứ năm nào cùng đứa đi phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng mà thực ra mỗi lần làm thì cũng không được tiến triển lắm. Hàng ngày Bí vẫn đến trường, vẫn sinh hoạt vui chơi như những cô cậu bé trung học bình thường khác. Có lẽ thời gian đã dần làm cho em nguôi ngoai về những vết thương của tai nạn đã xảy ra trong quá khứ. Khi chúng tôi hỏi về ước mơ của em là gì, em tâm sự: em chỉ mong được về sẹo bớt, chứ không dám mơ được về sẹo khỏi hoàn toàn. Vẫn tin sẽ có điều kỳ diệu và luôn mong mỏi làm những điều tốt nhất cho con. Chị Thủy, mẹ của bé Thúy, luôn tìm kiếm các thông tin về các hoạt động từ thiện cộng đồng để mong sao một lần có được cơ hội cho con mình. Chị biết rằng trên thế giới này có rất nhiều hoàn cảnh còn nghiêm trọng hơn con, nhưng không vì thế mà chị bỏ cuộc. Và rồi, chị đã tìm thấy Blue Dream. Liệu rằng lựa chọn đối mặt với một ca phẫu thuật đầy tính thử thách cùng với các bác sĩ tại Hàn Quốc sẽ mang lại cho cuộc đời của bé Thúy những bước ngoặt mới cùng những điều bất ngờ và phép màu gì đang chờ đợi cô bé sau cánh cửa ấy đây? Sau khi được trao đổi với các bác sĩ tại Hàn Quốc về tình trạng của bé Thúy, chúng tôi cũng được biết rằng bỏng là một trong những tai nạn rất nguy hiểm với trẻ nhỏ. Bỏng nặng sẽ phải chữa trị lâu dài, tốn kém, thậm chí có thể gây tử vong, để lại nhiều di chứng như sẹo, co kéo cơ hoặc da. Nếu sẹo bỏng nằm ở giữa những vùng liên quan đến vận động như khớp cánh tay, chân, bàn tay, thì sẽ làm giới hạn chức năng các khớp. Ngoài ra, vì vết sẹo do bỏng có diện tích khá rộng nên ảnh hưởng cũng khá lớn. Phức tạp nhất là sẹo bỏng ở bàn tay, đặc biệt là ảnh hưởng đến các ngón tay, khiến các ngón tay dính với nhau, khó phẫu thuật và phục hồi chức năng sau bỏng. Và ca phẫu thuật kéo dài 6 giờ đồng hồ ngay lập tức được tiến hành. Các bác sĩ đã cố gắng hết sức, bởi vì hơn ai hết, tất cả chúng tôi đều biết rằng, ngoài vấn đề sức khỏe, hậu quả của bỏng còn là yếu tố thẩm mỹ và có thể gây ra các tổn thương về tâm lý cho bệnh nhân. Sau cuộc phẫu thuật đợt 1 do các bác sĩ tại Hàn Quốc thực hiện, sức khỏe của bé Thúy nay đã hồi phục hơn rất nhiều. Các vết sẹo ở khớp cổ tay, chân cũng đã dần lành lại. Sinh hoạt thường ngày của bé cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Mặc dù vẫn còn một đợt điều trị nữa, nhưng với tình hình khả quan như vậy, tôi tin đợt điều trị tiếp theo bé sẽ hồi phục hoàn toàn. Tôi xin chân thành cảm ơn. Chúng tôi đều tin rằng với những cố gắng của các y bác sĩ tại Hàn Quốc cũng như cơ hội mà Blue Dream mang lại, sức khỏe và tinh thần của bé Thúy sẽ được phục hồi hoàn toàn sau lần phẫu thuật còn lại.